Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Tập 2. Ngươi nói cái gì vậy? Bọn ta vừa được ngươi cứu khỏi thì bố của tộc dịch thú lại sắp xuất hiện. Ta không thấy, không nghi ngờ mục đích thật sự khi ngươi quay lại có bọn ta. Dù mục đích của ngươi là gì, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không á, chúng ta chỉ có thể bị treo ở đây cho đến khi hóa thành xương khô. Bây giờ chưa phải lúc đã cảm ơn. Còn 40 giây nữa sẽ đến. Cầm vũ khí lên và cùng nhau chạy trốn khỏi đây chính là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi. Hãy cẩn thận với lời lệ của người. Khỉ tử chỉ riêng thái độ vô lễ của người với công chúa, ta cũng có thể chém đầu người ngay bây giờ. Thật không thể tin nổi, trong vòng chưa đầy nửa ngày, người đã tăng từ cấp 1 lên cấp 10 ngay đột. Mỗi trọng nhiên giả đờ mang trong mình một bí mật, xem ra ngươi cũng không ngồi lỡ. Thằng nhóc cậu có vẻ thú vị đấy. Đến đây nào, chúng ta đánh nhau đi. Cậu phải giết được tôi, nếu không thì tôi sẽ giết cậu đấy. Có vẻ như lời nói cái chủ đích của mình đã có hiệu quả. Tiếp tục, muốn giết muốn chém gì cũng được, tôi không quan tâm. Chỉ là nếu không có chiến lược của tôi, các ngươi sẽ đối phó với trận chiến bố tiếp theo như thế nào? Chỉ dựa vào mấy người thì tuyệt đối không thể chiến thắng được. Một cấp 10 nhỏ nhoi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, ta bây giờ tiễn ngươi lên đường. Đủ rồi, Hosea, đại để trước mắt không phải lúc để cảm tính. Toàn thể lập tức vào trạng thái chiến đấu. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cơ hội sống sót khó khăn lắm mới có được này. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vâng, công chúa Điện Hạ. Khảo hạch thông qua, xem ra tính cách của công chúa Mina vẫn không thay đổi, vẫn công bằng và mạnh mẽ như trước. Nhưng sự thù địch của hộ vệ cô ấy đối với mình chỉ là nhắm vào việc mình thấy chết và không có trước đó, chứ không phải là vì thân phận địch trọng nhiên giả. Ít nhất thì chúng ta có thể hợp tác trong trận đấu với bố tiếp theo. Còn có 10 giây. Bảy lôi bạo, cảm giác tơ dại như là điện giật bao trùm toàn thân cho đến chết. Khắc phù văn phép thuộc sấm sét lên hộp, mùi dở vỡ. Khi giảm lên sẽ phát nó ra sấm sét và gây tê liệt. Bước chiến đấu đầu tiên bắt đầu. Cho tôi 3 phút các người phải chống đỡ. Vải trưởng tiểu tử đó ẩn thân rồi. Cái gì 3 phút, hắn rốt cũng muốn làm gì? Bố đã thực sự đến rồi, đúng như thời gian mà tiểu tử đó dự đoán. Thân là thức ăn thì cứ ngổ ngổ mở trong kho đi, tại sao cứ nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Thủ lĩnh tập dịch thú Hiết Phủ Ma Địch Khác level 30. Tiếp theo sẽ do ta đến nấu các người. Ma Địch Khác Boss level 30 Lôi Kích. Boss đã dặm phải bẫy sấm sét mà tên nhóc đã lợi trước khi rời đi. Hắn ta làm sao mà biết được thời gian và địa điểm xuất hiện của Boss vậy? Trước tiên, đừng có quấn nhiều như vậy. Chúng ta đã chiếm được cơ hội trước, tất cả tập trung đánh Boss, nhất định phải giết được Boss. Vâng. Một cái đống nhiên liệu còn mới tạo phản, các người định giết ta bằng cách nào? Bằng cách làm tôi nghiện chết sao? Hose Level 22. Sức mạnh nghiền nát này, ngay cả khi mình hồn tồn chẳng lại, mình cũng sẽ bị thương. Trò trẻ con. Nếu đang muốn chiến thì hãy lấy ra bản lĩnh thật sự. Lỗi công kích không đâu không ngứa này, các ngươi đang làm nhục ta sao? Chỉ bằng những thủ đoạn này mà muốn hạn chế hành động của ta thật là viển vông. Trốn sao? Đúng vậy, chạy trốn như cái lũ chuột nhắt mới là lựa chọn đúng đắn của các ngươi. Ta sẽ hành hạ các ngươi đến chết, rồi dùng nỗi đau và tiếng kêu than của các ngươi làm gia vị ngon nhất để nhai ngấu nghiến thân thể tàn tạ của các ngươi, bắn tung tóe khắp nơi. Chết tiệt,
Phạm vi tấn công này không có gốc chích, không thể tránh được cái thằng nhóc đã vừa tự khen mình vừa bỏ chạy khỏi trận chiến rốt cuộc là có ý gì? Đừng quan tâm đến hắn nữa, hãy lo chuyện trước mắt đi. Nếu có tiếp tục thế này, ma lực của công chúa sẽ sớm cạn kiệt thôi. Các ngươi đừng có quan tâm ta, ta vẫn chịu được, không thể chỉ một mực bị đánh, phải nghĩ cách phản công. Nói như vậy, ngươi chính là phần tinh túy và ngu nhất trong đống nguyên liệu này sao? Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ ngươi vậy. Công chúa cẩn thận. Phó giáp Hoshi, thật là không chịu nổi một đòn mà. Ta xem cái người lấy cái gì chống đỡ. Đâu? Có mẹ nó là ai? Người đã làm gì với ta? Đâm sau lưng. Hỉ là thêm chút gia vị vào con dao găm thôi mà, chẳng phải ngươi thích thứ này sao? Nước minh hà ăn mồm, nở rộ đi. Đó ho đến từ vực thẳm, sử dụng chất độc được tạo ra từ nước minh hà. Thời gian phủ lên vũ khí càng lâu thì thời gian duy trì chất độc càng dài. Dám trêu chọc chỗ ngứa của lão tử thì ngươi còn chẳng đủ tư cách làm nguyên liệu chém người. Chết tiệt, tốc độ của tiểu tử đó là sao vậy? Đây là sự nhanh nhẹn mà một cấp 10 nên có sao? Đau quá, cái loại đặc này là nước của nước Minh Hà. Sao ngươi biết thứ đó có thể gây thương tích trí mạng cho dịch thú chúng ta? Maricarbot, nỗi đau ăn mồm, level 30. Chết tiệt, lỡ nhân lợi các ngươi đã khiến ta trở nên thảm hại như thế này, chết. Tất cả đều phải chết. Bớt bắt đầu vô nặng cuồng nổ rồi sao? Có phải bị độc làm mất trí rồi không? Cơ hội đến rồi, nhân lúc hắn điên lấy mạng hắn đi. Đường đi qua. Bối không có mất đi lý trí mà là chiến đấu tiến vào giai đoạn thứ hai. Thở thì biến. Bốt vậy mà còn kích thở không chớ thi thở. Cái người không chớ thở thi biến bốt giao cho ta. Cái gì? Đánh bốt một mình tiểu tử ngươi không cần mạng sao? Theo lời hắn nói, kích trợ tuyệt đối không được đâm bất kỳ một con thi biến nào đi qua. Vâng. Dám một mình đối mặt với ta, tiểu tử ngươi ở cấp bậc thấp mà gan to thật đi. Đến đi, ta đã quen với cảm giác đau khổ này rồi, còn có chiêu thức gì lấy ra sử dụng đi. Tốc độ thích ứng của boss cũng nằm trong dự đoán. Thời gian hiệu lực của chất độc còn khoảng 1 phút. Theo thiết lập ban đầu, chỉ cần mình không chết thì công chúa Mina sẽ không sao. Vì vậy, trong 1 phút giải quyết chiến đấu. Người đang suy nghĩ, thay vì tốn thời gian suy nghĩ cách đánh bại ta, sao không nghĩ cách tránh ta bị nghiền nát thành thịt vụn đi? Chém thành thịt vụn là một cách chết không tồi. Chiến kỹ tinh hồn hỏa diễm. Đối với ngươi mà nói, ngươi đê, ngươi nhân chỉ là con cầu non nằm ở trên thớt của ta, chỉ chờ ngươi lột da và môi xương. Sự yếu đuối của ngươi giống như là miếng thịt băm ở trong tay đầu bếp, muốn nặng thành hình dáng gì thì thuộc vào cái tâm trạng của ta. Đê, huyệt động gào thét của thiết phủ ma đệ khác nổi tiếng với lớp da dày thịt chất. Lần đầu tiên mình gặp hắn, mình đã chết ít nhất là 30 lần mới vượt qua được. Thức ăn còn muốn tạo phản, thật là viển vông. Nó ra đòn nhanh,
Sức công kích lại cao, hơn nữa vũ khí còn đi kèm hút máu, với lượng máu và cấp độ hiện tại của mình thì nhiều nhất chỉ chịu được 2 đòn tấn công trực diện của nó. Nhưng nhanh nhẹn của mình đủ cao, chỉ cần không bị đánh trúng, cố gắng trụ lại trong 2 phút cuối cùng, lợi dụng việc trúng độc ở trên người boss để làm giảm lượng máu của nó thì có thể an toàn mà chuyển sang giai đoạn thứ 3 cuối cùng. Ngươi không phải muốn băm tao thành thịt vụn sao? Sao chỉ biết trốn vậy? Vậy nên sự tự tin của ngươi bắt nguồn từ tốc độ của ngươi đối đầu trực diện với ta sao? Tên kia liên tục hoàn hảo né tránh đòn tấn công của bot, chỉ dựa vào thuộc tính nhanh nhẹn thì làm không được. Kiến thức của hắn vào thời điểm né tránh và phạm vi tấn công hộ còn không giống với một cái tên gà mờ mới lên từ cấp 1 lên cấp 10, giống như là một cái lão tướng đã trải qua nhiều trận chiến. Ta biết vị cớ của ngươi rồi, ngươi nghĩ rằng ngươi né tránh đòn tấn công của ta. Ma dịch khắc, bot, trúng độc, level 30. Khi giờ vào hiệu ứng trúng độc ở trên người tới đây làm tôi suy yếu sao? Có vẻ như có hiệu quả nhưng chỉ đến đây thôi. Vậy thì xem thử rốt cuộc ta bị ngươi độc chết trước hay là ta chém ngươi chết trước. Huyết vũ. Đến đi, giai đoạn thứ 2. Trong trạng thái huyết vũ của ta, ngươi sẽ không phải trốn tránh. Bây giờ thì nói thế nào, cho dù ngươi có trơn trượt đến đâu thì cũng không thoát khỏi cái phạm vi bao phủ của huyết vũ của ta. Bạch khởi level 10-30. Đốt cháy ăn mòn. Đúng vậy, giai đoạn 3 phạm vi tấn công của nó tăng mạnh, rất khó để né tránh mà không bị thương, chỉ cần dính vào máu bắn ra cũng có thể gây ra sát thương. Nhưng thứ mình đợi chính là giai đoạn này. Mùi máu tanh thật nồng. Tiểu tử đó dù có trốn vội đến mấy thì lần này cũng phải chết thôi. Rì, mấy con quái biến dị này giao cho tôi phải chuẩn bị đón boss rồi. Cái gì? Người đang đùa sao? Cái lũ sáng sớm này giết mãi không hết. Tớ không chịu nổi nữa rồi. Một đồn này lấy mạng của ngươi. Biến mất rồi. Ủ ảnh đột kích. Dịch chuyển tức thời, sao có thể với cấp độ này của ngươi, sao có thể có được năng lực này? Trước đây khi chơi game thấy boss ra đồ mạnh mẽ như dữ dội như vậy, theo bản đang kéo xa khoảng cách để né tránh độ tấn công, hậu quả là chết rất thảm. Nhưng chịu khổ chiến thắng ở trong giai đoạn này là lại là công kích cận thân. Ngươi việc giai đoạn tốc độ ra đồn của bố sẽ chậm lại, phòng ngự cũng sẽ giảm, hay lợi dụng ưu ảnh đột kích để tiến vào cái phạm vi bán kính nhất định bên cạnh bố. Chịu đựng đòn tấn công bắn tóe có thể kiểm soát, lấy thương đổi thương. Xem thử ai không chống được nổi trước. Đầu quá, cái đồ khốn, tại sao ngươi cứ thích đâm lén ta vậy? Trời ơi, tình hình thế này sao lại là boss kêu thảm thiết? Tiểu tử đó đã xoay chuyển tình thế nào rồi? Tiểu tử đó thật sự không muốn sống nữa sao? Với cái tính cách như vậy mà trúng một đòn nặng chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Chẳng lẽ hắn ta nhìn thấu điểm yếu của boss? Thật mong hắn ta cũng nhìn thấu điểm yếu của ta. Chết. Bạch khởi level 10-30. Cuồng đột mãnh kích. Đủ rồi, không ngờ ngươi vốn chỉ là một đống thịt nát, vậy mà lại có thể bước ta đến bước đường này. Ta vất vả lắm mới có được bảo bối cơ mạng mà lại phải dùng vào cái thứ đồ ăn vặt tầm thường như ngươi. Nhưng mà ta không quan tâm nhiều như vậy được. Hấp huyết phù vân, đạo cụ phòng chứa không gian, sử dụng phù vân có thể hấp
thủ máu từ cơ thể đối tượng bị khống chế, từ đó bổ sung lượng máu của chính mình. Để lượng máu của ta hồi phục, lão tử nhất định sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh. Ma địch khác boss level 30, trúng độc, thiêu đốt biến mất. Không hay, boss vậy mà bắt đầu hồi máu rồi. Hút máu boss không có kỹ năng này mà. Khủng kiếp, lại xuất hiện một thiết lập vốn không có trong game, lại cồn vào cái thời khắc sống chết như thế này. Bức tường cấm, sử dụng một bức tường ma pháp bao quanh mục tiêu đối tượng, các đứt liên lạc của mục tiêu với thế giới bên ngoài, khiến mục tiêu không thể được chữa lành, ban phước, vân vân. Bức tường cấm. Cái gì? Đạo cụ kỹ năng của ta vậy mà bị cắt đứt rồi. Đừng có hỗn loạn, nó chỉ là một đạo cụ không gian bản phục chứa, ngay cả pháp thuật của ta cũng có thể dễ dàng cắt ngang. Tất cả mọi người đừng quan tâm đến lũ thây ma nữa, toàn bộ tập trung tấn công boss một hơi giết chết nó. Đáng ghét, lại là cái con đàn bà này phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sớm nên giết người mới đúng. Hỏng rồi, không đến kịp cứu hộ rồi. Công chúa Bạch Khởi level 10-30. Bạch Khởi, xin lỗi, ta... Đừng nói gì cả, làm tôi mất tập trung vì tôi không đánh một hơi giết chết nó mới khiến cô lâm vào nguy hiểm. Không cần phải cảm ơn tôi. Hồi máu. Bạch Khởi level 10. Tên khốn, dài như đĩa, rốt cuộc người rốt cuộc muốn dạy dừa với ta đến bao giờ? Giết chết ngươi. Được thôi, đến đây. Một chiêu cuối cùng phần sống chết. Ngươi không ổn rồi. Cái tên này tỏ ra một luồng khí tức khiến ta có cảm giác nên nghi cơ không lành. Luôn cảm thấy mùi máu ở trên người hắn còn nồng hơn cả ta. Hôm nay thả ngươi không chết, nhớ kỹ cho lão tử. Cái gì? Boss vậy mà bỏ chạy rồi. Xin lỗi công chúa, chúng tôi đến cứu giá chậm trở, suýt nữa khiến người gặp nguy hiểm. Không sao, dù sao thì chúng ta cũng đều sống sót từ tay boss rồi, đây mới là điều quan trọng nhất. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ hoàn toàn, không thể dễ dàng buông lỏng được. Chờ đã Bạch Khởi, bây giờ không phải lúc thừa thắng xông lên, nhân cơ hội này phải rời khỏi đây mới là chính xác nhất. Tôi có phản đối của bản thân. Boss này ám ảnh sát trận, phải chết. Ma địch khắc boss, không thể để boss chạy thoát, nếu không sẽ xuất hiện những tình huống khác không thể kiểm soát. Đây là thăng cấp rồi. Level cộng 1, đã cổ level 21, Hosea level 23, Kray level 22, Mina level 13. Đánh bại hiếp phủ ma địch khác nhận được 320 đồng vàng và 15.000 điểm hồn. Level cộng 2, Bạch Khởi level 12. Cuối cùng có vượt qua được ải khó nhất của hiệp động gào thét này, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Người chơi Bạch Khởi nhận được hiết vũ cuồng phủ. Trong cơn mưa máu gió tanh, hãy điên cuồng nhảy múa đi. Chiến phủ có thể sử dụng kiếp chiến phủ sắc bén nhưng đầy máu thịt, cầm vào sẽ trở nên dễ dàng và nổi giận và điên cuồng chiến kỹ độc quyền hiết vũ. Thao túng tử thi. Chưa cảm ơn ta ban cho các ngươi sinh mệnh lần thứ hai sao? Mặc dù các ngươi trông không được thông minh cho lắm, sức kỹ năng cái thật thân cấp, học được kỹ năng này có thể điều khiển tử thi cấp 30 trở xuống theo lệnh cho đến khi chết lần nữa. Cơ quan hút máu. Với chỉ số thông minh của ngươi chỉ xứng dùng cái loại hàng nhái này thôi. Người bí ẩn độc của không gian, bản không chớ sử dụng cơ quan này có thể hấp thụ cưỡng cho khí huyết của sinh linh dưới cấp 10, từ đó hồi phục chậm lượng máu của bản thân. Xin lỗi, tôi không nên can thiệp vào cái phán đoán của cậu, bởi vì cho đến nay tất cả phán đoán của cậu đều đúng. Ngồi ra cảm ơn cậu đã đỡ đồn cho tôi trước đó. Tôi nợ cậu một ân tình. Không, nếu tôi không nhớ nhầm, cô nợ tôi hai cái, nhưng mà thôi, để sau này chúng ta thoát khỏi đây rồi hãy nói. Đánh giá chính xác không? Chỉ đúng có một phần thôi. Nhưng tại sao lại xuất hiện sự bất thường vi phạm thiết lập ban đầu?
Phải chăng mọi chuyện đều liên quan đến trọng nhân giả? Mình phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, nếu không sẽ luôn phải đối mặt nguy hiểm không lường trước. Tiểu tử lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy mà như đổi thành một người khác vậy, đến mức khó tin. Đây chính là đặc thù của trọng nhân giả. Tôi rất cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng bây giờ tôi muốn quyết đấu với cậu ngay lập tức. Ngay từ đầu tôi đã trận đề địch ý với cậu. Cô nói rất nhiều lời không hay vào cậu, tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Tôi thành thật xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ cho tôi. Cậu là một người dũng cảm thật sự. Công chúa Phục Quốc, công chúa Mina, danh tiếng trọn danh, ơn cứu mạng, hành động giải cứu dũng cảm của bạn đã khiến trọn danh công chúa Mina có thiện cảm với bạn, đánh giá chung là thân thiện. Danh vọng quả nhiên tăng lên rồi sao? Nhưng cũng không nói hệ thống danh vọng này có thể mang lại phần thưởng gì nhỉ? Bây giờ độ hảo cảm đã tăng, đi giờ thêm chút tin tức mới là thiết thực nhất. Tôi không phải là dũng sĩ. Tôi không phải là dũng sĩ, chỉ là một kẻ mà mọi người đều có thể giết chết mà thôi. Nhưng các người đối với thân phận trọng duyên vợ của ta, sao lại không để tâm đến vậy? Bọn ta có vẻ rất có duyên với trọng nhân giả vì ngồi ngươi ra. Chúng ta còn được một trọng nhân giả khác rất mạnh giúp đỡ. Một trọng nhân giả cường đại khác. Có thể cho tôi biết thêm thông tin về anh ta không? Có biết đây, với tư cách là một người mới được tái sinh, tôi muốn tìm hiểu thêm về đồng lỗi. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tập trung chút, bố ti đã ngã xuống. Nhưng trong hang này vẫn còn có những con quái nhỏ khác không được chủ quan. Để giới thiệu về người đó, trước tiên phải nói đến trọng thiên giả, một nhóm người đặc biệt lớn. Trọng thiên giả chỉ là những người chết đi sống lại vì một lý do nào đó chưa được biết. Điểm chung là đều tự mang thêm một loại năng lực đặc biệt, được phát hiện sớm nhất sau chiến tranh trị tinh lần thứ nhất. Họ có cách suy nghĩ và thói quen hành xử khác với người thường, nhưng phần lớn bản tính tàn nhẫn và phong túng, bất chấp quy tắc, làm theo ý mình với thế giới này giống như cái ngụy lai không hòa nhập. Lúc đầu các quốc gia không coi trọng nổi, cho đến khi một lời tiên tri cổ xưa hàng trăm năm trước nổi lên. Lời tiên tri đại khái có ý nghĩa là thế giới sẽ sụp đổ tan tành, chỉ có người được tái sinh mới có thể sửa chữa và thống nhất thành vương. Vì vậy các quốc gia coi họ là dị đô và mối đe dọa treo thưởng rất hậu hĩnh, vì họ tuyệt đối không chấp nhận quyền lực của mình do chia rẽ mà có bị một kẻ ngoại lai thu hồi. Người đã từng giúp chúng tôi trọng nhiên giả kia thì hoàn toàn khác anh ta, mạnh mẽ nhưng lại ôn hòa nhã nhặn, hoàn toàn không có vẻ gì là phóng túng ngang ngược. Lỗi khi tức đó rất giống cậu. Có thể gặp được các người là may mắn của tôi. Mặc dù số phận của ta đã đủ gian truân, nhưng số phận của ngươi nhất định sẽ còn bất hạnh hơn ta, bởi vì sự thù hận của thế giới này đối với trọng nhân giả sẽ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Vì vậy, cái này cho ngươi. Đây là con dao găm này á, chính là trọng nhân giả đó đưa cho ta. Sự khó hiểu của quyết giả, không ai có thể nhìn thấy diện mạo thật của quyến giả hắc ám. Mặc dù là dao găm, nhưng sát thương không kém gì là dao rục giấy cả.
Điều đáng chú ý là có thể che giấu thân phận thật của người đeo. Không sử dụng đạo cụ cấp cao thì không thể nhìn thấu thân phận thật của người đó. Còn dao găm này vậy mà có thuộc tính này sao trước đây chưa từng thấy? Con dao găm này có thể ẩn giấu danh tính trọng nhiên giả của ngươi, giảm bớt những mối đe dọa không cần thiết, đồng thời có thể chỉ dẫn ngươi tìm ra trọng nhiên giả kia. Nó càng có trợ giúp hơn với ngươi. Công chúa, sao ngươi lại có thể tặng đi một đạo cụ quan trọng như vậy chứ? Nếu không có nó, chẳng phải thân phận của ngươi sẽ bị bại lộ sao? Như vậy rất nguy hiểm. Đúng vậy, cho dù tiểu tử đó có ơn chúng ta thì cũng có thể dùng cái thứ khác để cảm ơn hắn ta. Đây là quyết định mà ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, không cần phải bàn cãi nữa. Đây chính là lợi ích của việc tăng danh vọng sao? Con dao găm này thật sự rất hữu ích với người, với mình. Có thể tránh bị những cái trọng viên giả cấp cao nhìn thấu thân phận. Công chúa Mina vẫn luôn chính trực và tốt bụng như vậy. Nhưng chính là vì cô ấy, người tốt như vậy, mới được đặt sẵn không cách nào thành vua. Là hậu vợ cuối cùng của vương quốc Tinh Diệu, từng thống nhất chủ quyền, công chúa Mina đáng lẽ phải sống một cuộc sống hoàn tập được muôn người kính trọng. Nhưng không ngờ tai họa bất ngờ ập đến, thế giới chi hồn bảo vệ thế giới bị khí lạ từ thiên ngoại đâm vỡ thành tám mảnh. Thế giới cũng vì thế mà xảy ra biến động dữ dội. Trên con tàu thám hiểm không gian sâu thẳm, mặc dù không có sinh vật sống nào, nhưng các loại gen chưa biết được mang theo trên tàu đã dẫn đến sự biến đổi của các loài thế giới tràn ngập khủng hoảng diệt vong. Để bảo vệ thế giới, Tinh Diệu Chi Quốc xuất binh và liên hợp thống lĩnh 8 vị lãnh chúa cùng với đại quân biến dị tử chiến. Sự kiện này được gọi là chiến tranh trị tinh lần thứ nhất. Mặc dù tiêu diệt được phần lớn quân đội biến dị, nhưng Tinh Diệu Chi Quốc cũng vì thế mà cản kịp quốc lực, cộng thêm 8 vị lãnh chúa cố ý lười biếng trong chiến tranh. Vương quyền của Tinh Diệu Chi Quốc sụp đổ ầm ầm, 8 lãnh chúa lần lượt tuyên bố độc lập và chia nhau 8 mảnh vỡ của đá thế giới. Mặc dù những chuyện này đều đã xảy ra từ trăm năm trước, nhưng với tư cách là huyết mạch cuối cùng của Tinh Diệu Chi Quốc, công chúa Mina hiện vẫn bị tóm nước phản bội cô lợ cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt. Nhưng với tính cách của nàng, càng bị đàn áp càng kiên quyết dấn thân vào con đường phục quốc gian nan. Ngươi ngẩn người ra làm gì vậy? Dọc đường toàn lấy thi thể của tộc dịch thú, chẳng lấy đều là người giết trước khi đến cứu chúng ta sao? Tiểu tử ngươi đúng là có chút bản lĩnh, may mà không chọn làm kế địch của chúng ta. Phía trước chính là lối ra, rồi mèo chết tiệt, cái lần này cũng không chết được mèo. Con mèo nói chuyện rất khó nhỉ. Mau, chúng ta sắp thành công thoát khỏi cái nơi này rồi. Ừ? Chúng ta đã bao lâu rồi không được tắm mình ở trong ánh nắng ấm áp như thế này. Cảm giác lấy lại được tự do thật sự quá tuyệt. Đúng vậy, chúng ta không còn phải chịu đựng không khí ẩm ướt tối tăm ở trong hang động và mùi hôi thối kinh tởm nữa. Tự do rồi. Thời khắc này cảm thấy sống cũng khá là tuyệt. Chỉ khi ở trong cảnh tự do, người ta mới càng hiểu được sự quý giá của nó. Xin hãy cho phép tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với cậu. Bạch Khởi, chúng tôi không thể nào mà đền đáp hết được ơn cứu mạng của cậu. Không có gì đâu, con dao găm cô tặng ta đủ đã báo đáp ân tình này rồi.
Vậy thì kế tiếp chúng ta nên làm gì? Mặc dù mình biết có hệ tiếp theo của họ, nhưng vẫn hỏi một chút cho chắc, xem có thay đổi gì không. Tiếp theo chúng tôi còn có một chuyện bắt buộc phải làm. Chuyện gì? Tóm lại là một chuyện rất quan trọng. Không cần cố tình che giấu, Gary, Bạch Khởi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, cũng là một dũng sĩ thực thụ, chúng ta không cần phải giấu cậu ấy. Jose nói đúng, quả thực không có gì phải giấu cả. Ta chỉ là cảm thấy nói ra có chút mất mặt mà thôi. Chúng tôi vốn đã bỏ ra rất nhiều tiền để tuyển một đội lính đánh thua rất có năng lực. Ai mà ngờ được rằng giữa đường là bị chúng phản bội, khiến tôi phải rơi vào cái cảnh nguy hiểm, tiền mất tật mang. Nhưng chúng đã cướp mất của tôi một thứ vô cùng quan trọng, tôi phải đột lại nó. Thứ đó mình biết, ngôi sao hạt nhân, chuỗi hạt được tạo ra từ lỗ của đá thế giới vỡ vụn, là bằng chứng cho dòng máu hoàng tộc tính diệu chi quốc, cũng là một trong những đạo cụ đặc biệt quan trọng nhất ở trong trò chơi gốc. Đạo tẩy không chỉ yêu ớt con ngây thơ đã mù quáng tin vào lời nói dối của bọn chúng. Chuyện này không liên quan đến công chúa, tất cả là vì chúng ta quá yếu nên không thể bảo vệ tốt công chúa và thánh vật. Chúng ta yếu chỉ là một phần nguyên nhân lớn hơn là người, cái đám người kia ngụy trang quá tốt, hoàn toàn không phát hiện ra mưu kế của chúng. Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không nhận ra mùi lở trên người chúng nữa, chỉ sợ bây giờ rất khó để tìm lại chúng. Ta nhất định phải tìm ra họ, cho dù phải đuổi đến tấn cùng thế giới tốn bao nhiêu thời gian cũng không cần phải đi xa như vậy, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Nếu như tôi nói tôi biết cái đám người đó ở đâu, các người tin tôi không? Cái gì?